Ok, hello, xin chào tất cả các anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình Giờ hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một cái video mới nha Thì uh, nối tiếp cái chuỗi series mà bẻ khóa pin của DJI á, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái công cụ khác Để uh, có thể uh, bẻ khóa được những cái viên pin của DJI ha anh em Thì uh, cái công cụ này nói chung là nó hơi phức tạp hơn một chút xíu so với công cụ lần trước và yeah, mình cũng không biết là lần trước anh em có anh em nào đã test thành công cái công cụ trước của mình chưa thì uh, hãy để lại dưới phần comment cho mình biết nha Rồi ok anh em thì đây là một cái video uh, một cái video của một cái uh, anh bạn nước ngoài tên là Mesh gì nè, Mesh Fish Alteris gì nè. Đó đây là một cái video của một cái anh nước ngoài ha anh ấy sử dụng một cái công cụ rất là đặc biệt để để thực hiện cái việc bẻ khóa viên pin của DJI anh ấy sử dụng cái 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 này để bẻ khóa cái viên pin của mavic pro thì có một vài thông tin theo mình biết là mavic pro những cái phiên bản firmware đầu tiên á nó sẽ không có bị khóa ha nhưng mà sau khi mình cập nhật firmware cho pin á cũng giống như là DJI mavic mini thì sau khi cập nhật firmware thì pin nó sẽ bị khóa ha anh em có nghĩa khi anh em mà tháo xe hoặc là xe pin có sự cố đó, thì nó cũng sẽ khóa ha nó sẽ bị uh, permanent failure nè đó pf nè cũng tương tự như pin của DJI Mavic Mini ha thì anh bạn này sử dụng một cái tool rất là đặc biệt là sử dụng cái tool là anh sử dụng là R raspberry ha raspberry pi ha đó anh ấy sử dụng raspberry pi kết hợp với cái, cái 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 công cụ anh ấy sử dụng đó là cái này nè python ha sử dụng một cái script python ha được lấy từ cái bộ DJI firmware tool package ha thì cái bộ này DJI firmware tool package này là một cái bộ được phát hành miễn phí của một cái anh à, à, lập trình viên ha anh ấy phát triển dựa trên cái ngôn ngữ python ha chạy trên cái con là raspberry ha thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem sơ sơ về cái video này để anh em biết được anh cách anh ấy làm như thế nào ha Hello. rồi ok anh em bắt đầu xem video nè <laughs> đó thì anh ấy là để nè mở khóa pin mavic Mav pro này ha sử dụng nó kết nối với cái pin thông minh nè đó với cái hệ thống pin thông minh nè rồi sử dụng giao tiếp sbf qua I2C nè in nè đó rồi Clear bf nè đó đó anh ấy là đại khái anh ấy là đó anh ấy sử dụng cái 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 mà cái bo mà raspberry pi đó để kết nối với cái cục pin này thông qua hai dây là sda và sl trên bản mạch của nó này ha đó đó rồi anh ấy bắt đầu tiến hành uh, tạo hai cái um, tạo hai cái điểm ở hai cái điểm để kết nối từ bên ngoài vỏ vào mà không cần phải tháo vỏ ha thì đầu tiên là anh anh em coi là anh ấy sử dụng cũng sử dụng cái bộ EV 2300 của Texas Instrument ha để anh ấy test trước đó anh ấy sẽ kết nối vào để test trước thì cái bộ này đương nhiên cái bộ EV 2300 này chắc chắn 100 trăm là hoạt động vì nó là cái bộ do TI phát hành do Texas Instrument phát hành là cùng họ với cái cùng hãng với cái con chip sử dụng trong viên pin ha thì chuyện này thì không cần phải nói rồi quá đơn giản luôn vào có phần mềm của hãng luôn nè Texas set by GetGo Evolution Software nè. Nó cái phần mềm này thì nó bẻ khóa cái này quá đơn giản luôn, không phải bàn. Nhưng mà với cái bộ phần mềm này thì anh em phải bỏ tiền ra mua khá là đắt như lần trước mình có nói đó. Thì anh ấy sử dụng một cái 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 phương pháp, anh ấy sử dụng một cái phương pháp dễ hơn, một cái phương pháp đơn giản hơn đó anh ấy sử dụng một cái bộ nè. Anh em coi nè, nó anh ấy sử dụng cái bộ uh, Raspberry ha một cái bộ Raspberry Pi ha. Đây là con của anh ấy là sử dụng Raspberry Pi 1 đó anh em. Raspberry Pi uh, B+ cộng V1.2 là con Raspberry Pi 1 ha. Đó anh ấy cũng có sử dụng giao tiếp I2C của Raspberry nè. SDA, SCL và GND này ha. Nó ấy kết nối vào bằng con Raspberry ha. Rồi sau đó anh ấy uh, này anh ấy anh ấy đó sử dụng một cái tool, nè nó anh ấy chạy trên raspberry nè lấy từ cái bộ dji firmware tool ha đó bắt đầu anh ấy sử dụng những cái câu lệnh sử dụng những câu lệnh để kết nối với cái con um, con pin ha sử dụng câu lệnh để kết nối với con pin ha anh ấy sẽ chạy những cái lệnh mình sẽ tua tua mình sẽ tua nhanh cho anh em coi cách mà anh ấy uh, xóa được cái lỗi mà bf của cái uh, cái viên pin ha xóa cờ bf để khôi phục lại viên pin ha. mình mình sẽ tôi nhanh cho anh em coi là anh ấy đánh dấu nè. À, anh thấy không? bf nè nó bf bằng một nè, Tức nghĩa viên pin này đang bị khóa anh em. bf bằng một và set set bằng 3. tức là viên pin này đang siêu. viên pin này đang siêu, anh ấy sẽ tìm cách anh siêu và xóa cái cờ bf này đi. nha rồi nói đơn giản sơ sơ gì đi cho nó dễ hiểu. rồi sau đó anh ấy chạy những cái câu lệnh chạy những câu lệnh nó anh siêu gì đó đó anh em coi nè sau khi anh ấy chạy một đống câu lệnh xong á thì anh em coi cái mục security map nè à, bằng hai nè là anh siêu ban đầu nó là ba là siêu thì bây giờ anh ấy đã sau khi chạy cái tool này thì anh ấy đã anh siêu thành công cái viên pin ha rồi sau khi anh siêu thành công thì anh ấy sẽ tiến hành uh, xóa cái cờ bf đi ha bằng Và cũng vài một vài câu lệnh ha đó sau khi anh em anh đó chạy xong thì cờ bếp nó đã chuyển sang xanh rồi nè anh em nó sử dụng một vài câu lệnh trên Raspberry thôi thì cái cờ bếp của cái uh, của viên pin nó chuyển sang màu xanh ha và dạ, viên pin đã khôi phục lại hoạt động bình thường ha anh em rồi hết đơn giản vậy thôi thì sau đây mình sẽ giới thiệu anh em về cái bo uh, Raspberry ha ở đây thì mình sẽ sử dụng cái bo là Raspberry Pi 2B ha thì tại vì mình mua được con Raspberry 2B thôi rồi anh em đây là Raspberry B Raspberry Pi, Pi 2B ha Model 2, Model B này ha Thì anh em chỉ cần có một con Raspberry Pi 1, 2, 3, 4 Bất kỳ con nào cũng được hết Nhưng mà phải là dòng Raspberry Pi nha anh em Chứ không phải là dòng Raspberry mà Zero hay là những cái dòng Raspberry nhỏ hơn mà nhìn cho những cái mô hình nhỏ đó thì sẽ không sử dụng được nha mình cần phải sử dụng cái con Raspberry Pi để có thể chạy được cái hệ điều hành Debian của nó ha thì uh, hệ điều hành Debian của con Raspberry Pi này là nền tảng của nó là Linux ha vì những câu lệnh những câu lệnh mà chúng ta sắp sửa sử dụng đó là những câu lệnh bằng Linux ha thì đây là giao diện của Raspberry Pi mình sẽ show cái giao diện của Raspberry Pi lên cho anh em xem con Raspberry Pi đây là con Raspberry Pi ha cái hình ảnh của nó chất lượng không được cao lắm ha anh em Tại vì nó chạy trên hệ điều hành Linux á Với lại con nó với cái bộ nhớ và cái CPU nó cũng khá là giới hạn á Cho nên là anh em không thể nào mà đòi hỏi nó có một cái chất lượng hình ảnh cao ha Thì đây là con Raspberry Pi sau khi đã cài đặt hoàn chỉnh ha đó, Anh em coi nè đó Cái này mình chuyển sang tiếng Việt luôn rồi nha Mình đã chuyển sang tiếng Việt rồi Thì cho nên là nó cũng không có gì đặc biệt lắm Nó cũng khá là dễ xài ha Nó có cả trình nhiệt của hàng... Thằng Trump nè, nó có trình duyệt web luôn để anh em có thể duyệt web trực tiếp trên nó luôn ha. Nó hoạt động như một cái như một cái máy tính bình thường như một cái, cái máy tính bảng Android vậy đó anh em, nhưng mà nó lại chạy hệ điều hành Linux ha. Đó, anh em coi nè, đó. Nó như vậy thôi. Rồi thì trên này á chúng ta sẽ cài cái 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 tool, cài cái tool trong cái bộ Droid phim web tool. Và tiến hành chạy những cái câu chạy những cái câu lệnh đó là những cái file của Droid phim web tool nó chúng ta cái chúng ta cần là chúng ta chỉ cần cái cái bộ mà giao tiếp với pin thôi đó coi nào com sbs nó thì sau đây mình sẽ mở thử cho anh em coi sơ 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 anh em sẽ không hiểu gì đâu, mình cũng chẳng hiểu luôn. Mình nếu anh em nào có học lập trình thì thì sẽ gì sẽ hiểu, chắc chắn sẽ hiểu, còn mình thì không học thì mình không có hiểu. Thì đây là những cái code ha, người ta viết để giao tiếp với pin ha. Đó, để giao tiếp với pin thôi. Và đơn giản chỉ cần bỏ vào Raspberry chạy cái code này. Kết nó raspberry với pin của chúng ta và thế là unlock unlock thôi đơn giản như thôi rồi ok video sau á mình sẽ hướng dẫn cách anh em cài đầy đủ một cái hệ điều hành vào raspberry cái nó raspberry với pin chạy cái, những cái công cụ này để tiến hành bẻ khóa viên pin ha rồi ok cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau tạm biệt đừng quên subscribe nhé